tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây cũng như là để lại bình luận cho mình, bởi vì bình luận nào mình cũng đọc. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là bà cô giáo của các bạn đây. Thì hôm nay mình đã có cái mic mới về rồi, thì có gì các bạn xem thử giùm mình, ô lộn các bạn nghe thử giùm mình coi là cái mic này nó có ổn hay không, hoặc là cái chất lượng âm thanh nó như thế nào, rồi bạn phản hồi lại giúp giùm mình nha. Tại vì thiệt sự là mình cũng không có biết là cái mic này với cái mic cũ nó sẽ như thế nào, mặc dù cái mic này nó mắc hơn thiệt đó, nhưng mà sao mình thu âm mình cảm giác nó bị fail. Còn hôm nay thì mình cũng có một cái giới thiệu, đó là mình có một bộ bài mới đây. Thật ra bộ bài này là của một cái bé học trò của mình cho mượn để quay clip. Thì nói chung là được lên TV đó mà. Thì mình rất là cảm ơn bạn học trò đã cho mình mượn để quay clip. Thì có thể là mình được mượn nửa năm. Thì nói chung đó là một cái niềm vui bự bự bự. Thì còn chủ đề của ngày hôm nay, à không, còn trước khi vô phần chủ đề thì mình cũng phải nói một chút xíu về kênh của mình. Thì đối với Ta Đó Bánh Quy á, thì mình làm chủ yếu về sau lớp, chữa lành, phát triển bản thân giữa đáng tuần giữa đáng tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy á, thì mình làm chủ yếu là về tình cảm. Mình có hai kênh Tarot ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái chủ đề nó cũng không có mấy vui tươi lắm, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà bạn nào đang có vấn đề trong cuộc sống á, thì mình nghĩ là nó sẽ tốt cho các bạn. Đó là vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Cái chủ đề nó, mình đặt cái câu hỏi nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà là tại sao bạn bạn lại lại bị tổn thương vì họ, vì một ai đó ở đây. Cái người này có thể là người thân trong gia đình, có thể là một người bạn, có thể là người yêu, có thể tình cũ, có thể tình mới, nói chung là một cái người nào đó, và vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Xin chào các bạn chọn tụ 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi là cái gì, vì sao bạn lại tổn thương vì họ ha. Thì mình có ba lá. Lá đầu tiên đó là chúng ta có lá sáu tiền, Six of Pentacles. Bộ bài này thì xuất sắc luôn, mạ vàng đó, lấy chùa long lanh Nine of Cups. Bộ bài này thì hồi đó giờ mình định mua mà mình đặt mua 3 lần thì đều thất bại hết, đều hết hàng hết. Page of Pentacles. Nói chung là mình không có duyên mua được bộ này đó mà. Đối với mình á, thì ba lá này lên mà hỏi gọi là vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Thì cái mà mình thấy đầu tiên á, đó là bài của bạn có tổng cộng hết hết hai lá tiền và hai lá hoàng gia. Thì đầu tiên cái lá 6 tiền á, nó cho mình một cái cảm giác trong cái câu chuyện tình cảm, bạn thường là người có một cái khuynh hướng cho đi. Tức nghĩa là cho đi nhưng không phải là cho không có điều kiện. Tại vì một tình cảm 6 tiền là một cái tình cảm mà ở đó có điều kiện. Một cái điều kiện không phải nhất thiết phải về tiền bạc, không nhất thiết phải về vật chất. Nếu bạn đã xem trải bài của mình nhiều, bạn sẽ biết cái lá 6 tiền này mình giải như thế nào. Đó là trong một câu chuyện tình cảm, ví dụ như mình với bạn là tình yêu 6 tiền, mình yêu bạn bởi vì bạn có tình cảm, mình là một người thiếu thốn tình cảm. Còn trong bạn yêu mình bởi vì bạn thấy mình đẹp trai, xinh gái, hàng to, tiền nhiều hay vì gì đó. Tức nghĩa là có một cái điều kiện nào đó giữa mình với bạn giao với nhau, không phải là giao với nhau tức nghĩa là nói chuyện với nhau, mà giao á, ý của mình là giao thoa á, thì đại loại nó là kiểu tình cảm như thế. Và ở đó chúng ta thấy là mình cần người kia bởi vì người kia đáp ứng cho mình một cái gì đó mà mình cần. Nó là một cái tình yêu có điều kiện. Thì cũng có thể là bạn đang đang mới chia tay người yêu, bạn cần người ở cạnh. Mình thì là một con ế lâu năm và mình cần người cũng ở cạnh, thì hai đứa mình yêu nhau bởi vì hai đứa mình đều cần người ở cạnh. Đơn giản vậy thôi. Thì nó cũng không phải là cái tình yêu, đó là một cái tình cảm giữa việc cho và nhận 6 tiền. Còn nếu không nữa, 6 tiền mình có thể nói đó là một cái tình cảm mà bạn có thể đóng vai là một kẻ ăn mày, bạn cũng có thể đóng vai là một cái người cho tiền. Thường trong một cái tình cảm 6 tiền á, bạn sẽ có một cái khuynh hướng là, mình nói nghe hơi kỳ nha, nhưng mà đại loại giống như là chúng ta khao khát đón nhận, hoặc là chúng ta khao khát đóng vai một cái người tốt lành. Kiểu giống như ví dụ như nếu mà mình 6 tiền đi nha, mình là người yêu 6 tiền của bạn á, có thể mình luôn luôn mong ngóng từ bạn, mình mong chờ từ bạn rất là nhiều. Mình mong chờ là anh này nè, tới sinh nhật mình nè, anh này anh sẽ nhớ mình nè, anh sẽ tặng quà mình nè, rồi anh sẽ mua quà nè, anh sẽ làm gì đó bất ngờ nè, rồi anh sẽ dắt mình đi chơi nè, vân 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 vân. Xong cái tới ngày sinh nhật nó tặng đúng con cá bông, còn không nó quên luôn, còn không nó chỉ nhắn một cái dòng tin đó là happy birthday xong.
Tức nghĩa là bạn kỳ vọng từ người ta rất là nhiều thứ, nhưng cái thứ mà người ta trả lại nó chỉ là một cái gì đó nó nhỏ hơn cái bạn mong chờ, thì cái tình cảm đó bạn sẽ bị tổn thương bởi vì cái mong chờ của các bạn. Còn nếu mà cái tình cảm bạn đứng ở vai trò là người cho, thì cái tình cảm đó lại nó mang tính theo kiểu như, ví dụ như vậy nha, mình là người yêu bạn nhưng mà bạn biết là bạn không có yêu mình, nhưng mà bởi vì mình yêu bạn rất là nhiều nên bạn nói là ừ thôi kệ mình, giống như hôm nay mình sẽ đi chơi với nó, đi cho nó vui nè, rồi hôm nay là sinh nhật nó nè, thôi mình cũng đi mua đại món đồ nào đó đi, xong mình tặng, xong vô tình kiểu giống như tặng được món quà đó, cái thổi đứa kia nó vui quá, cái tự nhiên mình cũng vui theo, kiểu giống như mình làm được việc tốt á, cái đó là một cái tình yêu ban ban phá các bạn. Thì cái này, cái 6 tiền đầu tiên là mình cảm giác bạn bị tổn thương vì họ, bởi vì cái nhu cầu và cái mong muốn bên trong của bạn nó được khỏa lấp bằng một cái gì đó. Cái thứ hai nữa, bạn có kỵ sĩ cốc và pentacle, bạn là một cái người mà cái tình yêu, một cái tình yêu của bạn nó to bự, nhưng mà cái tình yêu to bự này nó sẽ không định nghĩa được. Mình có thể nói như thế này cho các bạn dễ hiểu nha, có những người chúng ta yêu nhau á mà chúng ta cũng không có định nghĩa được cái tình cảm đó là cái gì. Ví dụ giống như là người ta yêu nhau vì yêu, vì thương, vì đồng cảm, vì thấu hiểu, vì sẻ chia, vì đồng cảnh ngộ, nhưng mà những cái đó nó là một cái tình cảm gì đó mình cũng không biết định nghĩa làm sao. Nhưng mà đôi khi có những người họ yêu nhau không phải vì lý do gì hết, tức nghĩa là hỏi tôi có yêu bạn không, ừ như cũng có, nhưng mà mình cũng không biết lý do là gì, mình cũng không biết vì sao. Nhưng mà thường á, những cái người mà họ yêu nhau thật lòng á, thì họ sẽ, mình không nói là yêu bởi vì có lý do, nhưng mà bởi vì họ tìm thấy một cái sự đồng điệu trong tâm hồn. Còn cái kỵ sĩ cốc là một cái người họ yêu đâu, nhưng mà họ không có chắc là họ yêu, nhưng mà họ cũng không biết là mình đang đang yêu vì cái gì. Chắc là yêu là bởi vì tao thấy nó tốt, yêu là bởi vì tao tao cảm giác cũng xiên xao, tao nhớ nhớ, nhưng mà đại loại nó là vậy vậy vậy. Tức nghĩa là bạn sẽ có những cái lý do nghe nó hơi mơ hồ, nghe nó hơi phiêu du, nghe nó hơi không chắc chắn. Hoặc cũng có thể bạn là một cái kỵ sĩ cốc, tức nghĩa là bạn là một cái người khao khát được trao đi yêu thương, khao khát được yêu thương, khao khát được cho đi cái tình cảm, để làm chi, để cuối cùng tôi nhận lại được cái tình cảm từ người khác. Những cái người mà kỵ sĩ cốc á, thường họ có một cái khuynh hướng mang, là gọi là mang cái tính gọi là thích sẻ chia, thích được yêu thương, được quan tâm, thích được giúp đỡ. Hoặc là có những bạn sẽ có cái tinh thần đó là ừ, tôi thấy người này đáng thương quá, tôi thương họ. Hoặc là kiểu giống như ừ đây là một cái anh trai bị tổn thương, thành ra mình sẽ đến rồi mình cải tạo, rồi mình chữa lành, rồi mình tin là phép màu, rồi mình sẽ dung xén tình cảm rồi vô cho họ, kiểu giống vậy. Cuối cùng đó là pay pentacle. Thì đối với pay pentacle thì bạn có khuynh hướng á, bạn bạn tổn thương vì họ, bởi vì nó sẽ giống giống như cái 6 tiền, nhưng mà giống như là nha, trong cái tình yêu của bạn có những cái lý trí, và cái lý trí nó là thể hiện qua cái đồng tiền này. Tức nghĩa là tôi nghĩ rằng là nếu mà bây giờ tôi làm như thế này nè, tôi làm như thế kia nè, tôi làm như thế nọ, người này sẽ vui, mình đừng làm như thế này, mình đừng làm như thế kia, người đó sẽ hài lòng. Và cái pay of pentacle đó nó đại diện cho cái khuynh hướng đó là tôi không có thấy được cái giá trị của tôi, mà tôi nghĩ rằng là tôi phải biến cái giá trị của tôi thành cái giá trị của họ để họ hài lòng. Tức nghĩa là bạn đang mất chất của bạn đi, và bạn đang dẹp bỏ đi cái con người thật của bạn để bạn đóng một cái vai khác. Và chính bản thân bạn cũng tự nhận ra rằng là tôi làm như vậy tôi có thấy vui không, nhưng mà bạn không có thấy vui, nhưng mà bạn nghĩ rằng là bởi vì người kia vui nên mình sẽ vui, bởi vì mình làm họ vui và họ làm mình vui. Và cái câu chuyện đó nó khi mà bạn đi hết nguyên một cái trải bài theo hàng ngang này, bạn sẽ thấy cái câu chuyện này nó giống như là một cái đà mà bạn cứ đi xuống như thế này, và bạn cảm thấy giống như càng lúc mình càng bị lún sâu vào một cái mối quan hệ mà ở đó bạn nhận ra rằng là bạn tổn thương vì họ, bởi vì đơn giản là bạn cho phép họ tổn thương bạn, bạn tự làm bạn bạn tổn thương, và bạn để cho cái tổn thương đó nó cứ ăn dần 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 theo kiểu là vô thức. Bạn nghĩ là nhỏ nhỏ thôi không sao đâu, hôm nay mình nhịn họ một tiếng cũng không được, à, cũng được nè, rồi hôm nay mình bận bộ đồ đẹp một chút bởi vì họ thích màu hồng, hôm nay là mình trả tiền cho họ bởi vì họ nói là họ hết tiền, ok một hai lần hai lần thì có thể là đơn giản, giống như trong cái lúc hẹn hò, trong cái lúc yêu nhau thì ai cũng có quyền được mặc đồ lồng lộn lên để cho người kia cảm giác mình đẹp. Hoặc là nếu mình biết người ta thích bận đồ, thích con gái bận đồ hồng thì ok mình có đồ hồng thì mình bận nếu mình bận đẹp, còn nếu mình không có thì cũng không nhất thiết phải làm cái chuyện đó. Thì đó là cái 3 lá đầu tiên ha. Thì bây giờ mình sẽ qua 3 lá kế tiếp, đó là bạn vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Bạn có lá nè, bạn có lá expect miracle. Bạn có lá practice the act of transformation. Và bạn có lá là take step to get healthy. Ba lá này là 3 lá oracle, thường là dùng để cho lời khuyên, nhưng mà mình có thể giải bài theo kiểu chữa lành, hoặc là kiểu giống như là việc để khơi dậy cái tổn thương bên trong các bạn được.
Đối với mình á, cái expect a miracle nó như miracle đó, thì nó giống giống như cái kiểu mà mình nói với bạn, đó là cái kỳ vọng và cái mong đợi. Giống như đó là bạn nghĩ rằng, bạn tin rằng, bạn mong rằng, bạn chờ rằng, bạn đón nhận, bạn 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 ước ao rằng là mọi thứ nó sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Mình vẫn nói là cái kỳ vọng của bạn, cái mong ước của bạn không có sai. Không có ai mà là trong cuộc đời này mà không mong ước một cái gì đó. Mong ước tình yêu, mong ước tiền bạc, mong ước sắc đẹp, mong ước về danh vọng, địa vị. Thậm chí là trong một cái một người bình thường nhất, dù họ nghèo khó hay là họ giàu có, họ vẫn có mong ước. Thì mình cảm giác đó, đôi khi bạn tổn thương vì họ, bởi vì đơn giản cái mong ước này là cái thứ, là con dao hai lưỡi. Một cái người mong ước nhiều thì giống như nãy mình nói, nó sẽ trở thành một cái khiến cho họ cảm thấy đôi khi không hài lòng với những cái thực tế. Giống như ví dụ, giống như là chúng ta mới quen nhau một tháng, hoặc là chúng ta mới quen nhau một 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 thời gian ngắn thôi, thì bạn cũng không thể nào mong chờ là người ta sẽ hy sinh vì mình. Người ta phải đưa đón mình từ sáng tới chiều, người ta phải nhắn tin với mình từ sáng tới chiều, người ta phải quỵ lụy mình, người ta phải yêu thương mình tha thiết. Không có cái chuyện mà người ta yêu mình ít hay nhiều, nó không phản ánh hết được trong một cái khoảng thời gian ngắn. Có thể người ta còn cuộc sống riêng của người ta, có thể người ta có những cái lựa chọn khác, có thể bạn cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Theo kiểu là mình không muốn nói theo kiểu là lựa chọn tối ưu, theo kiểu là mày là lựa chọn tốt nhất, mày đẹp nhất, mày xinh nhất, hoặc là người ta chỉ xem bạn là một trò đùa. Ý của mình ở đây đó là trong một cái buổi hẹn hò, hoặc là trong bất kỳ một mối quan hệ nào, mọi người đều tự nguyện và tự do lựa chọn. Bạn sống hết mình vì họ, điều đó không sai nhưng cũng không đúng. Nó Bạn có quyền yêu một người nhiều hay ít là tùy vào bạn, tùy vào tình cảm của bạn, nhưng bạn không có quyền đòi hỏi người kia yêu nhiều hay ít, bởi vì cái việc yêu nhiều hay ít là nó nằm ở cái người kia. Và nếu họ không yêu bạn nữa, họ có quyền từ chối cái mối quan hệ này, họ có quyền kết thúc cái mối quan hệ này, họ có quyền đi tìm một cái hạnh phúc nào đó phù hợp với con người và với cái quan điểm của họ, và bạn cũng vậy. Thì mình cảm giác cái expect a miracle này là cái nghĩa vậy. Cái thứ hai là practice the art of transformation. Mình nghĩ á, đó là mình, bạn thấy không, bạn thấy cái người cô gái này, cô đang vung xén những cái cây hình trái tim. Mình cảm giác rằng trong một cái câu chuyện tình cảm, bạn luôn luôn là một cái người vung xén rất là nhiều. Bạn rất là đầu tư vào một cái mối quan hệ tình cảm, và bạn mong chờ một cái ngày nào đó hoa thơm cỏ ngọt nó sẽ gọi là đến với cuộc đời của các bạn, đến với cái tình yêu này. Mình nghĩ á, trong một cái câu chuyện tình cảm, một cái người yêu thương người khác vô điều kiện, hoặc là yêu thương người khác nhiều, không có gì sai á. Tại vì mình nghĩ rằng đó là một cái tình yêu chân thành, đó là một cái tình yêu thật lòng, đó là một cái tình yêu có xuất phát điểm, không có dối gian, không có lừa dối. Và đôi khi ấy, bởi vì bạn yêu đi, bạn cho đi nhiều quá, thành ra bạn cảm giác hụt hẫng. Mình sẽ không khuyên các bạn là đừng cho đi, nhưng mà ý của mình ở đây giống như là hãy biết rằng bạn yêu bản thân mình, và bạn cũng phải yêu thêm 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 nữa. Bởi vì ở đây nó là practice the art of transformation, tức nghĩa là hãy thực hành những cái nghệ thuật, những cái hành động mà dẫn đến cái việc thay đổi. Thì trước khi mà bạn thay đổi được người khác, nếu như người ta hay nói là muốn yêu người khác thì phải yêu được bản thân mình trước, thì cái này nó giống vậy. Còn cái cuối đó là take step to get healthy, tức nghĩa là hãy gọi là hãy từng bước một để trở nên khỏe mạnh hơn. Thì mình nghĩ cái câu này nó đơn giản hơn, theo kiểu đó là đôi khi á, chúng ta cần có một cái tình yêu đúng như vậy, nhưng mà cái tình yêu nó đến á, cần phải có từng bước từng bước từng bước, và nó phải xây dựng theo từng thời từng mình gọi là từng khoảng thời gian. Thì mình nghĩ đó là đôi khi có thể bạn muốn nhảy 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 cóc, bạn muốn nhảy qua một cái giai đoạn mới, hoặc là đôi khi bạn nghĩ rằng là thì tình yêu thì mình cứ yêu thôi, chứ cần gì phải nhảy bật 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 như thế này. Có hai dạng: một á, là bạn muốn nhảy cóc, tức nghĩa là bạn muốn đốt cháy giai đoạn; hai là bạn muốn đi chậm thật là chậm. Thì dù bạn ở giai đoạn là đi chậm thật là chậm hay là giai đoạn nhảy cóc á, thì nó có cái gì đó không ổn. Mình không phải là một chuyên gia tâm lý hay là một cái người tư vấn tình yêu kiểu giống như là mặn mòi, nhưng mà theo mình cảm giác thôi, tại vì mình cũng là một người hay bị cái take step này, tức nghĩa là đôi khi mình cảm giác là yêu thì yêu thôi, cũng cũng không có nhất thiết là phải sao 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 đó. Nhưng mà khi mà mình đọc sách hay là mình xem những cái clip về 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 kiểu giống như là tâm sinh lý á, thì người ta nói là đôi khi trong một buổi hẹn hò, mình ngoài cái chuyện tình cảm ban đầu ra, còn phải có những cái lý trí ở trong đó. Mình phải xem xét coi liệu là giữa mình và họ có những cái điểm chung nào hay không, có những cái giá trị cốt lõi nào để có thể đi chung và sánh đôi với nhau trong thời gian dài hay không. Còn những cái cảm xúc trước mắt, những cái mà ngất ngay ban đầu á, nó chỉ là cái cảm xúc, cảm giác của bạn nó chi phối thôi, chứ nó không phải là đôi khi bạn nhìn là thấy người ta lúc nào cũng tốt, nhưng mà đôi khi nó không tốt như cái bạn nghĩ. Thì đó là cái thông điệp dành cho những bạn chọn tụ một. Xin chào các bạn trong tổ số 2. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi coi là cái gì ta? Vì sao bạn lại tổn thương vì họ nhé. Chúng ta có lá Page of Cup. Tụ này cũng có một lá Page giống như tụ 1 nè.
bạn có cái gì đây, cái gì mà Night of Soul. Bộ này thì nó đẹp nhưng mà nó hơi mờ. Về bạn có là Three of Cups. Đối với mình á, thì vì sao bạn lại tổn thương vì họ? Thứ nhất á, tình cảm của bạn là một cái tình cảm cũng có điều kiện. Tụ số 2 này có thể xem ba lá đầu của tụ số 1 để hiểu hơn cái tình yêu có điều kiện là tình yêu như thế nào nha. Tại vì bạn sẽ mang một phần năng lượng của ba lá đầu trong cái tụ 1. Còn mình sẽ giải thích thêm về cái lá bay cấp này cho các bạn. Cái tình yêu ở trong các bạn á, nó có điều kiện giống như cái lá bay cấp, bởi vì bạn là người đôi khi yêu là có những cái tiêu chí, và cái tiêu chí này là cái tiêu chí đôi khi bạn giống như bạn có list ra vậy, bạn đang cảm giác mình muốn yêu một cái người nào đó, mình muốn tìm hiểu một ai đó, tự nhiên có một người nào đó xuất hiện và bạn nghĩ là đối tượng này hợp với mình nè, mình nên quen họ đi, mình thấy cũng vui vui nè, mình thấy hẹn hò cũng là một cái thú vị nè, người này quan tâm mình nè, người này yêu thương mình nè, ok việc quen. Thì cái đó là cái sự mình không gọi là khỏa lấp, mà mình gọi đó là một cái ham vui, một cái gọi là cảm xúc nhất thời. Thì bay cấp mà nó chỉ là một cái người, bay cấp là đại diện cho một cái người thuộc cái nhóm gọi là tuổi tuổi vị thành niên từ 18 cho tới dưới 25. Thì cái khoảng thời gian đó thì chúng ta khá là bồng, từ từ 18 cho tới 25 nó khoảng khoảng đó nó hơi bồng bột, là một thứ hai nữa là còn non, còn cái người non già đó thì được phép sai. Thì đôi khi cái việc mà chúng ta chưa có nhận thức đủ và chúng ta có một cái sự trẩu tre ở trong đây á, thì cái việc đó nó làm cho chúng ta không có thật sự hiểu được là trong một mối quan hệ nó cần có những yếu tố gì. Giống như với bạn nghĩ, ví dụ như bạn nghĩ là giống như nha, mình ví dụ một cái đơn giản nhất thôi. Khi một người ở tuổi 25 đổ xuống thì cái thứ mà họ yêu là về bề ngoài, về nhan sắc, về những cái thú vui, những cái gì đó mà đẹp đẹp xinh xinh, bởi vì bạn còn nhiều thời gian, bạn còn tuổi trẻ, bạn còn thanh xuân, bạn còn được thử và sai. Từ 25 cho tới 35 thì bắt đầu thấy ế ế rồi đó, nhưng mà kiểu giống như là bắt đầu về công việc nè, sự nghiệp nè, nhưng mà bạn sẽ chọn những cái đối tượng nó sẽ đỡ đỡ hơn, nó không có đẹp như xưa nữa, bởi vì mình cũng già già rồi đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểu giống như là chọn những cái người ngang tầm chúng ta, chẳng hạn như công việc nó cũng tương xứng và chúng ta sẽ nghĩ nhiều hơn đến sự bền lâu. Rồi sau đó tới tầm 35 tới 45 á, thì đúng lúc đó là nó cũng muốn rụng nụ rồi đó, thì lúc đó thì mình sẽ bắt đầu nghĩ theo một cái hướng khác hơn, đó là mình nghĩ là bây giờ tốt nhất là có chồng hoặc là có vợ đẻ con, có gia đình nuôi con dạy con, tìm một người có tiếng nói chung với mình, cũng không cần xinh lắm nhưng ít nhất đẻ được, rồi ít nhất cũng có tiền, ít nhất cũng biết lo cho gia đình, ít nhất là hai bên có thể sống chung với nhau. Xong rồi từ 55 cho tới 65 thì hơi hết siêu quách rồi, nói chung cái đó bỏ. Thì đại loại á, thì cái kiểu nó giống như vậy, tức nghĩa là bạn có những cái chừng mực riêng, và trong cái lá bay cấp này nè, cái tình yêu vì sao bạn bị tổn thương vì họ, bởi vì cái thứ mà bạn mà cái điều kiện, cái tiêu chí của bạn ngay từ xuất phát điểm đã có vấn đề, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bạn có lá ở đây, có lá chính kiếm. Chính kiếm ở trong đây đó là một cái nỗi sợ, ở đây có những cái người đứng chỉ trích vô cái cô gái này. Mình cảm giác nha, nếu mà bạn thật sự có từng bị tổn thương bởi vì thứ nhất là bạn khao khát được yêu thương, nghe hơi kỳ nha, giống như là một người luôn luôn cảm giác là mình làm một cái này nó sẽ sai, mình làm cái kia nó sẽ sai, mình làm cái nọ nó sẽ sai. Hoặc là đôi khi á, bạn là một người có những người yêu đương rất là ngộ, tức nghĩa là họ biết họ sai nhưng mà họ vẫn cố tình họ sai. Chẳng hạn giống như bạn với mình là người quen với nhau hoặc là người yêu với nhau, xong thì bạn luôn luôn ăn hiếp mình, bạn luôn luôn chỉ mình, bạn luôn luôn đổ thừa, đổ lỗi hoặc là đổ hết trách nhiệm lên mình. Và bạn biết rằng là bạn sai, sau đó bạn xin lỗi, xong đó là bạn tiếp tục bạn nạt nộ, bạn chửi bới, bạn dùng những cái từ ngữ xúc phạm mình, sau đó bạn lại xin lỗi. Hoặc là có những cái người theo kiểu giống như chồng họ đánh họ, hoặc là người yêu họ đánh họ, phản bội họ, lừa gạt họ, nhưng cuối cùng họ vẫn yêu bởi vì họ sợ bị bỏ lại. Chính kiếm tức nghĩa là bạn bị tổn thương bởi vì họ, bởi vì bạn cho phép bạn bị tổn thương là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn có một cái mô típ gì đó về tinh thần, về tâm lý, về cái góc nhìn của bạn nó có vấn đề. Và dĩ nhiên là mình không nói là bạn bị bệnh về tâm lý, nhưng mà bạn hiểu không, trong những cái trường hợp bạn, giống mình nghĩ các bạn có thể thấy được cái chuyện này rất là thường xuyên, giống như những cái người vợ bị chồng bạo hành nhưng mà bởi vì họ thương con họ quá nên họ cuối cùng họ vẫn quyết định là nuôi con, nhưng cuối cùng cái người lãnh hậu quả lớn nhất là con họ và cả bản thân họ luôn. Hoặc là có những người họ ghen, họ máu ghen, hoặc là họ làm cái gì đó lừa lọc, chiếm đoạt tiền hay là làm cái gì đó, nhưng mà những cái cô gái, những cái chàng trai đó vẫn cứ cung dâng tiền hoặc là hiến tiền cho, bởi vì họ tin rằng là đến một lúc nào đó người này sẽ thay đổi. Bạn đang nằm trong cái mô típ đó. Và cái cuối cùng là cái ba cốc. Có một số bạn chọn tụ số 2 thì chắc chắn sẽ là những người rất là sát trai sát gái và rất là đa tình,
và mình nói thẳng là quen vì vui. Thì thật ra mình cũng không có phán xét mấy bạn, bởi vì chuyện này là chuyện rất là bình thường đối với mình. Thì trên đường, thì cái ba cốc này nè, nó liên quan tới chuyện là đôi khi chúng ta quen bởi vì chúng ta thấy vui, bởi vì chúng ta cảm giác có một cái sự yêu thương, bởi vì chúng ta có người yêu, bởi vì chúng ta có thể là có những cái mối quan hệ đi với nhau, gì 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 mãi bên nhau bạn nhé, kiểu giống vậy. Nhưng mà đại loại nó chỉ là những cái tình cảm thoáng qua, những cái tình cảm bồng bột, những cái tình cảm nhất thời, những cái tình cảm mà ở đó chúng ta chỉ là một cái gì đó, nó trên tình bạn dưới tình yêu, thật dù biết bao nhiêu nhưng không là cái gì hết. Còn cũng có thể bạn cũng có nghiêm túc, nhưng mà cái lúc bạn nghiêm túc với một cái người nào đó thì người đó là không nghiêm túc với bạn, và ngược lại. Thì mình cảm giác ba cái lá đào này bạn bị tổn thương vì họ, bởi vì thực sự trong đông đây nó có một cái nguyên nhân là do bạn, và cái nguyên nhân còn lại là do người kia, nó không phải là một chiều. Và mình cảm thấy là các bạn có một cái vấn đề, một cái sự ích kỷ, hoặc là một cái sự bị lụy nào đó trong cái chuyện tình cảm. Rồi ba lá phía dưới thì chúng ta có lá follow your dream, bạn có lá be proactive, và lá cuối cùng đó là let go of resentment. Đối với mình á, thì cái lá đầu tiên follow your dream á, thì không phải nó kêu bạn theo đuổi giấc mơ, mà là bạn có bao giờ lý tưởng hóa về người yêu không, hoặc là bạn có hình tượng hóa về người yêu không. Lý tưởng hóa là khác nha, lý tưởng hóa tức nghĩa là bạn đặt người họ lên thành một cái mô típ nào đó xinh xinh đẹp đẹp, và bạn cố gắng theo đuổi một cái người mà bạn biết rằng là, một là khả năng của bạn không tới, hai là bạn đang cố gắng chạy theo một cái người nào đó không. Còn nếu mà gọi là mô hình hóa hoặc là đặc trưng hóa một cái người nào đó, tức nghĩa là bạn khi mà bạn người này không phải là idol, không phải là một cái gì đó lớn lao xinh trai đẹp gái, nhưng mà bạn đặt đặt gọi là đặc trưng hóa họ lên, bạn nâng tầm họ lên, kiểu giống như là người mình yêu là người số 1, người số 2, người số 3, nhưng mà người này là người số 1 bởi vì họ có ABCD. Tức nghĩa là bạn đặt ra một cái tiêu chí, nhưng mà cái tiêu chí này bạn tự tâng bốc họ lên, nhưng thật sự họ không có được như thế. Mình cảm giác cái lý tưởng hóa và hình tượng hóa này á, nó làm cho các bạn kiểu giống như, một là các bạn không yêu được người ta, hai là bạn yêu người ta, bạn bạn sẽ kỳ vọng rất là nhiều, và nó quay trở lại ba lá đầu của tụ một. Mình vẫn rất là khuyến khích mấy bạn chọn tụ số 2 này xem ba lá đầu tụ một để hiểu hơn một cái tình yêu xấu tiền, một cái tình yêu như thế nào. Ba lá đầu chắc chắn nó mô tả gần như sát nhốt sát nhiếp với các bạn á, thì mình ít có khi nào kêu mấy cái tụ bài khác đi coi những cái tụ bài khác lắm, nhưng mà cái tụ này thì cần. Rồi ngoài ra nữa, trong cái follow your dream này, mình cảm giác đôi khi cái tình yêu của bạn nó bị hường hường các bạn. Nó hường ở đây không phải là nó không thật, mà là mình cảm giác là đôi khi nó quá là hơi xa xa, kiểu là bạn bạn nghĩ tới những cái nó dài quá, giống như mới quen nhau là nghĩ tới đẻ rồi đó, rồi hoặc là kiểu giống như là mới quen nhau là phải phải đầm thắm, phải thướt tha, phải dịu dàng, phải nết na, phải gọi là tay nắm tay, môi môi chạm môi, rồi có cái gì đó nó thân thiết, nó quyến rũ, nó rù quến. Nói chung là bạn có những cái khuynh hướng theo kiểu giống như là mơ mộng về một cái gì đó, nhưng mà bạn hoặc là kiểu như bạn nói là yêu nhau phải phải quan tâm, phải lo lắng, phải dắt nhau, phải dìu nhau, phải yêu thương nhau, phải, thì nó vô tình thành một cái trách nhiệm đối với người kia, và nhiều khi họ cũng không có thích. Bạn có be proactive, tức nghĩa là đôi khi á, cái tình yêu của bạn, một á, là nó quá mãnh liệt đi. Có những người họ yêu quá nhiều, và họ họ yêu nhiều đến mức khiến cho người kia cảm giác ngợp ngợp trong cái tình yêu của các bạn. Mình cũng mình không biết là bạn nào đã từng yêu theo kiểu này chưa, hoặc là có người yêu theo kiểu này chưa, nhưng mà nó rất là ngợp. Nó ngợp theo kiểu đó là 24 trên 24 thời gian của bạn, của người kia phải dành cho họ, của lòng của người kia phải dành cho bạn, và bạn luôn muốn người, bạn luôn kiểm soát người kia, tức nghĩa là người kia lúc nào cũng phải nghĩ tới bạn, phải nhắn tin với bạn, phải yêu thương bạn, phải quan tâm bạn, phải thành thật với bạn. Và cái tình yêu của bạn nó làm cho người kia không còn cái không gian riêng của họ nữa, và họ cảm thấy giống như là họ luôn phải phải theo bạn, chạy theo bạn gì đó. Hoặc là cái tình cái chủ động này nó có thể liên quan tới việc là nếu bạn nào là cái kiểu người yêu mà thích người 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 ta nâng mình lên hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng á, thì nó cũng sai luôn, bởi vì bạn vẫn đang yêu cầu người ta làm theo ý của bạn, và bạn muốn bạn là the only one on the top of the world luôn á, tức nghĩa là bạn là top 1 trên cả cái thế giới này. Và trong thế trong bạn muốn như vậy, nhưng mà đôi khi cái tình yêu đó là cái tình yêu nó mang tính ích kỷ, và nó khiến cho người kia vẫn cảm giác mệt, giống như cái mà mình vừa ví dụ. Cái cuối cùng đó là let go of resentment. Thật ra lá cuối này thì mình cảm giác một điều, đó là bạn là một người yêu đôi khi bằng lời nói, nhưng đôi khi cũng yêu bằng hành động. Bạn yêu bằng lời nói bởi vì bạn luôn luôn mong muốn người kia nói những điều yêu thương đối với các bạn, và bạn yêu bằng hành động bởi vì bạn tin rằng một người yêu một người thì cần phải thể hiện qua hành động. Nhưng mà một người mà mong muốn cả nhiều thứ như thế thì đôi khi họ thường sẽ cảm giác bất mãn với những gì mà họ nhận được.
Mình cảm giác giống như là cái let go of resentment này, tức nghĩa là đừng có đặt những cái chuẩn mực, những cái tiêu chí nó ra. Đôi khi á, tình yêu là tình yêu, yêu là yêu. Có thể có người yêu bằng hành động, có thể có người yêu bằng lời nói, có thể có những người họ yêu họ không nói, không làm gì hết. Nhưng mà đừng bắt người ta phải làm theo những cái gì mà bạn mong cầu, mong ước, mong muốn, khát khao hoặc là đòi hỏi. Ở đây mình không nói là chúng ta không có quyền lên tiếng, nhưng mà hãy nên biết điều chỉnh làm sao cho vừa. Tại vì mình vẫn cảm giác một điều đó là cái điều mà bạn khát khao là điều cũng là đúng không sai, nhưng mà mình chỉ để chấm 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 đó cho các bạn tự điền vào nha. Xin chào các bạn trong tập số 3. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi là vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Ở đây chúng ta có một lá là The World. Bạn có The World. Bạn có chính gậy. Và bạn có chìm rết. Tụi này hiểu lý do vì sao rồi. Tụi này á, bạn vì sao bạn lại tổn thương vì họ. Tụi này nó có hai khuynh hướng. Một là một cái người yêu luôn, nếu mà trong cái thời gian bạn bạn có một cái tình yêu đầu nào đó mà bạn yêu mà gọi là bạn yêu hết mình luôn, yêu mà gọi là yêu người ta bằng cả một cái thế giới, hoặc là nếu thật sự bạn chưa có tình yêu đầu, hoặc là bạn thậm chí là bạn bạn đã qua cái giai đoạn này rồi, thì bạn luôn luôn có một cái mô tuyết đó là sợ yêu, bởi vì sợ lộ hết ra những cái điểm yếu của mình khi yêu. Ở đây nó không phải liên quan tới nhược điểm và điểm yếu theo kiểu như là bạn sợ bị lợi dụng, sợ này sợ kia, mà là bạn sợ một ai đó bước vào cái thế giới của các bạn để rồi bỏ đi. Và bạn cũng sợ rằng khi mà mình yêu một ai đó quá nhiều thì người ta sẽ không còn xem bạn là một người có giá trị nữa. Đó là một hướng. Hướng thứ hai đó là bạn là một người đòi hỏi rất 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 là cao đối với người mình yêu, và nó đến mức không khả thi. Đối với loại một là trường hợp là bạn là một người sợ yêu một người quá nhiều để rồi trở thành một người phụ thuộc hoặc là lệ thuộc người kia. Thì trong trường hợp này á, cái người mà khiến bạn tổn thương là bạn, không phải là người kia. Theo bài lên á, thì bạn mình cảm giác giống như á, là cái việc mà bạn sợ người ta biết rằng bạn yêu người ta, mình nói thẳng đó chỉ làm cho bạn không có yêu được người kia hết mình thôi. Giống như cái lý trí của bạn nói là thôi mình không có nên quan tâm họ, mình đừng có nhắn tin họ người kia, bởi vì nhắn tin họ thì họ sẽ nghĩ mình là thèm khát họ hoặc là nhớ đến họ nhiều quá, trong khi họ không có nhắn tin, không có hỏi thăm gì mình, biết đâu họ cũng người là người như bạn. Hoặc là đôi khi á, bạn 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 yêu một người, bạn không có dám thể hiện một tình cảm ra, bạn cứ lượn lờ trước mặt họ, bạn cứ lúc thì cười duyên, lúc thì nói khẽ, lúc thì mặt lạnh lùng, lúc thì hot boy, lúc thì lạnh gùng gơ, tức nghĩa là bạn không có thống nhất trong một cái mô típ, bởi vì bạn có một cái nỗi sợ về một cái tình yêu. Nỗi sợ này xuất phát từ đâu thì mình không chắc, nhưng mà chính vậy chắc chắn phải là nỗi sợ từ sự thất bại từ trước, nhưng mà thường nó liên quan tới có thể là về gia đình, về cái quá trình trưởng thành, về cái quá trình mà bạn chấp nhận sự yêu thương từ người khác, cũng như là có thể bạn đã từng bị phản bội trong chuyện tình cảm, từng có một cái đổ vỡ trong hôn nhân của ba mẹ của các bạn, hoặc là bạn sống trong một gia đình thiếu thốn sự yêu thương, hoặc là do nhân sinh quan của bạn từ nhỏ tới lớn nó có vấn đề dẫn đến cái việc mà bạn nhìn nhận vô tình yêu nó là như vậy. Thì mình thấy cái câu chuyện đầu tiên đó là bạn, vì sao bạn lại tổn thương vì họ, là vì bạn, là vì bạn, mình khẳng định là vì bạn luôn. Bởi vì mình thấy nè, xung quanh của các bạn luôn có những cái sự lựa chọn khác, ở đây có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác, nhưng bạn nhìn ở trên, bạn không có nhìn xuống dưới, hoặc là cái bạn mong muốn là cái ở trên. Giống như một người 9 điểm thì vẫn là 9 điểm, bạn muốn 9 rưỡi nó phải là 9 rưỡi, 9 25 vẫn không được. Thì cái đó nó lại liên quan tới câu chuyện là mình thấy cái ví dụ cái gọi là cái bộ filter, bạn cái bộ lọc của mấy bạn đó, nó hơi bị mạnh á, nhưng mà cái ví dụ đó nó cũng chưa sát với mấy bạn nữa, tại vì bạn không phải là người lọc quá mạnh, mà là bạn vốn dĩ là chỉ uống nước tinh khiết 100% á, bạn không có chơi nước lọc luôn. Và cái việc mà bạn bạn nhận biết được cái giá trị của các bạn, hoặc là bạn xem bạn ở một cái may ở một cái tầng, một cái level khác, nó cũng không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình chỉ cảm giác trong một cái tình yêu bạn đòi hỏi rất là nhiều. Cái năng lượng của tụi ba hoàn toàn không giống như tụi một và tụi hai luôn. Cái năng lượng của tụi ba nó liên quan đến cái câu chuyện đó là đôi khi á, mấy bạn, mình không nói mấy bạn là bay cao bay xa hoặc là người ở trển, nhưng mà đại loại á, cái kiểu của các bạn là, một là bạn lý tưởng quá cái tình yêu, hai là bạn mong cầu quá nhiều ở cái người mình yêu, tức nghĩa là người đó phải là một người thông minh, sáng dạ, đẹp trai, giỏi gái, rồi có nấu ăn, biết yêu thương gia đình đảm đang, hoặc là yêu thương bạn hết mình, sinh con đẻ cái, chăm lo gia đình, vân vân. Tức nghĩa là bạn có một list rất là dài những cái yếu tố cần về một cái người tốt để có thể quen và tiến đến hôn nhân. Thì đối với mình cái chuyện đó là chuyện hỏng sai,
Nhưng mà những cái yếu tố đó là những cái yếu tố sau này có thể xét đến cũng được, tức nghĩa là sau khi quen và tìm hiểu nhau rồi thì con người thì cũng sẽ có người có tính như thế này, có người tính như thế kia, và quen qua thời gian và chúng ta cùng nhau thay đổi và chúng ta cùng nhau tìm ra một cái tiếng nói chung. Còn bạn là bạn muốn ngay từ đầu họ có hết một cái list đó, thì ở đây không phải là không có những người như thế, nhưng mà liệu những người có những cái điều kiện và tiêu chí như thế liệu họ có cần bạn không, là một. Thứ hai là bạn nghĩ là bạn có yêu được họ hay không, bởi vì những người tốt như vậy họ cũng sẽ có những cái lựa chọn tốt không hề kém. Và cái tụ ba này nó cũng rất là chướng khí ở cái chỗ đó, đó là tự nghĩ ra những cái điều kiện đó xong rồi tự nghĩ mình không có hợp với mấy cái người đó luôn, tại vì thấy họ cao quá, tức nghĩa là những cái người đó họ ở một cái level khác á, xong rồi cái nghĩ mình đúng rồi mình thích mấy người vậy thì ra nhiều khi chắc họ cũng thích mình đâu đó, mình thấy nó rất là vô lý. Và cái điểm red nữa đó là sau đó tự nguyện theo kiểu giống như là ok thì thôi không quen ai thì thôi mình sống một mình cũng được, rồi mình cũng là một người tự lo cho thân mình được, mình cũng là một người giỏi giang xinh gái đẹp trai, cũng là một người ok quán xuyến gia đình hoặc là mọi người có thể làm được hết, chắc có lẽ tình yêu chưa tới với cuộc đời mình, chắc có lẽ là người này không đúng, chắc có lẽ là bởi vì họ như thế này như thế kia, tức nghĩa là bạn đổ một cái lý do nào đó cho một cái trường hợp nào đó và bạn cũng không thấy vấn đề nằm ở đâu hết. Và bạn thấy thoải mái với cái việc mà bạn vẫn ok single đẹp trai và xinh gái, thì cái vì sao mà bạn vì tổn thương vì người này á, mình thấy là đầu tiên là do bạn dương giống như nãy giờ cái mình nói. Đối với một cái trường hợp khác trong cái tụ bài số 3 này, đó là bạn từng là một cái người yêu hết mình và đốt cháy hết tất cả những cái gì bạn có cho một cái người nào đó, bạn yêu hết ruột gan, bạn yêu hết tài sản gia tài, bạn yêu hết cái con người của bạn, xong đến một ngày nó búng một phát xong cái bạn không còn cái gì hết, và bạn cảm giác là bên trong bạn là một cái lỗ hổng rất là bự và bạn không vá lại luôn, bạn để cho nó bung bét ra và bạn nói là thề từ nay về sau không bao giờ yêu nữa, tôi sẽ chỉ là người đi yêu bản thân mình thôi. Thì cái này thì nó lại là một cái trường hợp hơi bị tệ, tệ với bản thân của các bạn, bởi vì bạn đã đánh mất đi cái gọi là tình cảm chân thành của bạn thôi nha. Còn cái người mà đã lợi dụng bạn hoặc là đã yêu hết bạn, đã yêu hết mình họ vì họ nhưng mà cuối cùng hai người không tới được với nhau á, thì đừng đổ lỗi đó là tại bạn yêu họ quá nhiều, mà là hãy hãy nghĩ rằng đơn giản là người kia không xứng đáng với tình cảm của bạn gì thôi. Bạn sẽ nên dành cái tình cảm đó cho một người nào khác phù hợp hơn. Rồi bây giờ qua ba lá dưới nha. Chúng ta có lá act rather than wait. Observe your conversation and dare to be creative. Đối với mình ba lá dưới này á, thì vì sao bạn lại tổn thương vì họ, thì act rather than wait. Tụ này á, có một cái khuynh hướng giống như nãy mình nói nè. Act rather than wait, tức nghĩa là đôi khi bạn hành động và bạn không có nên chờ. Tức nghĩa là làm sao? Tức nghĩa là đôi khi bạn thương một người nào đó nhiều nhưng mà bạn, một là bạn quá chủ động, bạn chủ động tới độ người ta sợ bạn. Hai là bạn không chủ động, thì bạn im ru, bạn đánh mặt lạnh, bạn chơi kiểu gọi là người ta gọi là cái trò chơi mind game giữa hai người yêu với nhau và bạn để cho người ta được theo đuổi các bạn. Và bạn người ta theo giống như bạn nghĩ rằng là mình đừng hạ giá sớm quá, mình hạ giá sớm quá là mình mất giá, xong rồi tới hồi người ta cảm giác người ta không muốn chơi với bạn nữa, người ta đi tìm người khác hoặc người ta đã có một mối quan hệ khác rồi á, thì lúc đó bạn mới bắt đầu mới cuống cuồng, bạn nghĩ là chết rồi, mình đã bỏ qua cơ hội rồi, mình đã đánh mất một người nào đó rồi. Mình cũng không biết phải nói làm sao, nhưng mà đôi khi cái tình cảm đó là cái bạn hãy làm theo cái tiếng nói bên trong của các bạn, chứ đừng có mà chơi cái trò chơi tâm lý ha. Cũng có thể cái tụ là bài này, cái act rather than wait này, nó có thể liên quan tới một cái chuyện, đó là các bạn có khuynh hướng là cũng chỉ nghe theo cái tiếng nói bên trong mà quên mất luôn cái lý trí, thành ra bạn yêu thương một cách mù quáng á. Cái tụ bài số 3 này rất là khó khuyên, bởi vì nó có không có một cái ranh giới nào nó rõ ràng hết, theo kiểu giống như là mình không thể nào chỉ cho bạn lúc nào là nên hành động, lúc nào là nên không này, lúc nào là nên nghe theo tiếng nói bên trong, lúc nào là nên nghe theo cái lý trí của bạn, mình không thể nào nói cho các bạn biết được, không thể, hoàn toàn không thể. Và bạn phải tự nhận ra được cái điều đó. Mình nói thì không có sách nào chỉ và cũng không có cái giới hạn nào mà để rõ ràng được, giống như làm sao để biết được một người là tốt hay xấu vậy đó. Mình chỉ có thể biết họ tốt hay xấu ở một cái thời điểm thôi, còn về sau là không thể nào biết được. Còn cái observe your conversation đó, thì nó liên quan đến cái việc đó là một số bạn chọn tụ số 3 này, đôi khi các bạn chìm đắm trong những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc nào đó mà mình cảm giác nó hơi bồng bềnh và nó hơi phiêu du, nó hơi dạt dạt á, mình cảm giác giống như bèo dạt mây trôi á, kiểu giống vậy. Nhưng mà bạn là kiểu giống như là dạt rồi xong rồi dạt luôn á, chứ không có trôi đi đâu nữa hết á, dạt vô bờ á và nó mắc kẹt ở đó luôn á, giống như bèo mà vớt lên lên bờ là xong rồi á, xong rồi mấy bạn bèo. Mình thấy là trong cái suy nghĩ của bạn, một là bạn có một cái đầu óc rất là phức tạp, hai là bạn có một cái kiểu tư duy rất là
dị hợm này tức nghĩa là tư duy khác người hoặc là một cái góc nhìn rất là ngộ, hoặc là bạn thường hay chơi những cái trò chơi gọi là đấu trí với nhau theo kiểu giống như là họ có yêu mình không, họ có yêu mình không, họ có yêu mình không, họ không yêu mình đâu và họ không yêu mình đâu. Bạn tự làm phức tạp câu chuyện, làm rối rắm cái vấn đề lên bởi vì trong đầu bạn nó có một nùi, thay vì giống như là bạn tỏ tình với người ta và bạn hỏi người ta có thích bạn hay không, và để cuối cùng bạn có câu trả lời là người ta có thích bạn hay không và bạn bước tiếp hay bạn dừng lại, thì bạn quyết định là không, mình cứ quan sát họ đi, mình cứ chờ họ đi và mình cứ lên mạng coi bói hoặc là mình cứ làm thứ này thế kia để coi coi là dấu hiệu này đúng hay sai. Nhưng cuối cùng sau hơi tất cả mọi thứ bạn vẫn không có câu trả lời là có hay không, rồi cuối cùng bạn cũng ngồi suy nghĩ tiếp. Cuối cùng đó là dare to be creative. Mình cảm giác một điều đó là cái này thì nó có vẻ như liên quan đến cái việc là một số bạn luôn luôn muốn đạt được cái điều mình mong muốn. Bạn là một người tham vọng về cuộc sống lẫn trong 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 tình chuyện chuyện tình cảm luôn, tức nghĩa là mình cảm giác bạn là một người có tiêu chí đòi hỏi rất là cao, bạn có những cái lá năng lượng rất là cao xa và bự bự. Và cái dare to be creative này nó không nói là các bạn không có quyền, mà là nó nói là đôi khi chuyện tình cảm á, bạn muốn vẽ một cái bức tranh hoàn hảo á, thì bạn đừng nghĩ là cái người họa sĩ ngay từ đầu họ đã vẽ được những cái nét vẽ nó đẹp ngay từ đầu, mà là họ đã dùng tẩy bút chì họ vẽ rất là nhiều nét, rồi sau đó họ phải bôi đi rồi họ mới đi nét lại, rồi sau đó phải sơn lên nhiều lớp màu, rồi sau đó rồi phải chỉnh lại từng cái nét vẽ nhỏ 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 nhỏ. Tức nghĩa là không có một cái bức tranh nào hoàn hảo ngay từ đầu, và bạn đang cố gắng vẽ ra một cái bức tranh rất là hoàn hảo ngay từ đầu, giống như nãy mình nói, một cái người hoàn hảo có đủ cái điều kiện tiêu chí bạn cần, chắc gì họ đã cần bạn, chắc gì bạn đã cua được họ, và chắc gì nếu mà họ tốt như vậy họ quen với bạn họ hợp. Tất nhiên là ngay cả khi bạn có thể cua được họ, bạn có thể quen được họ, nhưng chắc gì đã đi chung được với bạn. Bởi vì thật sự một người tốt thì có tốt như thế này, tốt như thế kia, và bạn cũng là người tốt như thế này, tốt như thế kia. Liệu hai cái tốt nó có hợp với nhau hay không? Không. Nếu mà nó hợp nhau dễ như vậy thì người tốt họ đã quen với nhau hết rồi. Thì mình cảm giác cái cặp bài số 3, cái lá bài số 3 thì nó nói đó là đừng cố gắng vẽ một cái bức tranh màu hồng ngay từ đầu. Đừng có cố gắng vẽ một cái bức tranh hoàn thiện ngay từ đầu, bởi vì cái gì nó cũng có quá trình và cần có một cái sự điều chỉnh theo thời gian. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn nhận tụ 3.